Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Dân tộc Giao tuyển. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ đọc một câu chuyện cổ của người Giao tuyển kể về thời phong kiến ngày xưa. Có một gia đình nọ vì trọng nam khinh nữ mà cuối cùng gặp chuyện không hay. Bây giờ mời các bạn cùng nghe nhé. Chuyện kể rằng vợ chồng ông Thuần Thang Đàn Tổng sinh được 3 đứa con. Đứa cả là trai đặt tên là Thuần Phong Đàn Bỏng. Đứa thứ hai là gái Thuần Diệu Đàn Mêu. Con trai út là Thuần Tục Đàn Dọc. Tuổi của ba anh chị em chẳng hơn nhau là mấy. Vì thế khi chúng lớn lên, đứa nào đứa ấy cũng xấp xỉ bằng nhau. Thuần Phong đã đến tuổi xe duyên. Ông Thuần Thang nhờ người mai mối và đã đặt lễ đính hôn con gái nhà họ Trình tên là Phi Nhạn Phẩy Nhán. Tiếc thay, ông thầy mối không để ý đến nhan sắc cô dâu mà chỉ cần rẻ tiền ông được làm thầy mối là ông mừng lắm rồi. Thành ra ông đặt hôn phải một cô dâu mắt lác, cho tới khi đón nàng dâu về mới biết thì đã muộn. Xưa có câu bán ngựa đoạn cương, bán trâu đoạn thừng. Anh Thuần Phong đành phải lấy một cô vợ méo mó. Vì không xinh đẹp, nàng Phi Nhạn bị bố mẹ chồng đem lòng ghen ghét, suốt ngày làm lụng phục dịch cả nhà mà vẫn bị lăng mạ. Nào là đồ đê tiện, ngoảnh đằng đông nhìn đằng tây, nào là đồ bỏ đi, nhìn gì mà như vịt nhìn diều hâu vậy. Thuần Phong thấy trên dưới không thuận hòa, liền xin phép cha mẹ cho ăn ở riêng. Lại kể làng bên, có đôi vợ chồng chậm sinh con, cầu khấn tổ tiên mãi. Sang tuổi trung niên mới sinh được một đứa con trai đặt tên là Ngụy Hoa, ngoài hòa. Ngụy Hoa lớn lên được cha mẹ cho vào trường đọc sách. Khi đọc hết Thiên Kinh Vạn Quyển, trở về nhà thì bố mẹ tóc đã ngả màu. Nhà neo không có tiền bạc mua dâu, bố mẹ nóng lòng muốn Ngụy Hoa có đôi có lứa, để ông bà còn được thấy mặt con mặt cháu. Nhưng lúc nào Ngụy Hoa cũng bảo bố mẹ cứ yên tâm, vợ đâu mà chẳng khó, lúc nào lấy mà chẳng được. Để thời gian khôi phục lại gia đình có chút đàng hoàng rồi sẽ liệu sau. Cứ thế làm cho bố mẹ đứng ngồi không yên. Trong lúc Ngụy Hoa đi vắng, người bố liền đi ăn hỏi con gái nhà ông Thuần và đặt lễ xin cưới. Ngụy Hoa biết chuyện lòng dạ cũng chẳng ngọt ngào gì, vì thương bố mẹ tuổi già đành phải chấp nhận để bố mẹ tổ chức lễ cưới đón dâu. Thuần Thang thấy có người đến đặt lễ xin cưới con gái nhà mình, ông ta vỗ đùi cười hô hố, nói với bà vợ rằng lần này ta phải lấy lại số bạc mà bố mẹ của đứa trời vặn cổ ấy đã lấy của ta. Bà Thuần thấy ngược lý liền khuyên ông: sao ông tức cá lại đi chém thớt vậy? Không được đâu, nếu con gái nhà mình có ưng anh chàng Ngụy Hoa thì mình cũng chỉ nên lấy một ít làm lễ mà thôi, còn phải để cho con ra vào thăm nom mình chứ. Ông Thuần thét lên: đàn bà biết gì chuyện cưới với gả, đừng có xen vào chuyện đàn ông mà hỏng việc lớn. Bà Thuần nhớ lại khi xưa cha mẹ dạy: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đành phải cúi mình bước vào buồng. Thuần Diệu nghe tin mình bị người cha làm giá bán đi ở dâu, lòng đau như cắt, liền ra khỏi phòng quỳ trước mặt người cha van xin. Ông Thuần Thang bảo: ta có thương con thì mới bán con đấy thôi, bán giá càng cao thì con càng có giá, con sẽ là vàng là bạc của nhà chồng, con còn kêu ca gì nữa. Thôi, con mau thêu thùa quần áo mới để làm lễ vu quy về nhà chồng. Thuần Diệu biết không thể tránh khỏi kiếp làm dâu trâu ngựa, dù có xin ông rời cũng phải chịu thua lệ đất. Nàng vừa gạt nước mắt vừa lui vào trong phòng nhờ mẹ nói giùm.
Nhưng mẹ con đều là phận nữ, làm sao chống được chuyện sập trời. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ bảo người xưa đã dạy, phụ nữ sinh ra là quay mặt ra ngoài. Con nên ghi nhớ, khi con có chồng là có đàn ông. Chồng bảo sao con phải nghe vậy, để tránh đòn tra tấn đàn ông. Thuần Diệu không còn biết cậy dựa vào ai, đành vâng dạ và chấp nhận thành hôn. Mặc dù nhà nghèo, Ngụy Hoa cố tảo tần tích góp và vay mượn để tổ chức lễ cưới đón nàng Thuần Diệu. Ngày lành tháng tốt đã đến, đoàn người đón dâu của nhà trai đã mang đầy đủ sính lễ và 120 đồng bạc trắng đến dâng lên tổ tiên nhà Thuần xin được đón dâu. Ngựa đóng yên cương đứng đợi ngoài cổng. Từ trong phòng cất lên tiếng khóc của nàng Thuần Diệu thật đáng thương. Người mẹ dìu con mình ra ngoài cửa và dặn dò hai con sống hạnh phúc. Ngụy Hoa bái lễ mẹ vợ và thân nhân gia quyến nhà ngoài rồi đón lấy nàng dâu, đỡ nàng lên ngựa. Ngựa từ từ cất bước, tiếng khóc của con gái nhà Thuần mỗi lúc một xa. Nàng ngoảnh nhìn thôn trang đã gần 20 năm ôm ấp che chở cho nàng, nuôi nàng khôn lớn. Giờ đây nàng phải đi xa, đi vào khuôn phép nhà chồng, không biết con đường phía trước của nàng sáng sủa hay tối tăm, trong lòng day dứt khôn nguôi. Cả thân nhân gia quyến ai ai cũng chảy nước mắt tiễn Thuần Diệu đi lấy chồng. Chỉ có ông Thuần là mải đếm những đồng bạc trắng, đếm đi đếm lại, chẳng cần biết đến máu chảy ruột mềm là gì nữa. Từ đấy ông Thuần tự mình đi kén chọn nàng dâu út. Khi ông đi qua một bản làng, bất chợt thấy một cô con gái da rẻ trắng trẻo, khuôn mặt nết na, đang ngồi khâu áo bên sàn phơi. Cảm nhận của ông là nên dâu nhà mình. Ông bèn vào nhà lựa chuyện thăm dò. Thì ra nhà này họ Trịnh, tên cô con gái ấy là Phi Yến, Phẩy Yêm. Được nhà họ Trịnh thiết đãi, khi rượu đã làm mắt ông lốm đốm, rồi ông cũng bắt đầu chuyện hôn sự. Bàn ra tính vào mãi, cuối cùng đôi bên thống nhất thành thân với giá mua dâu là 36 đồng bạc trắng, chọn đặt ngày rước dâu xong xuôi. Lễ cưới con trai út khá long trọng, 6 thân 9 quyến được mời đông đủ. Đoàn người rước dâu đã rước được nàng dâu về đến cổng. Ai ai cũng đến ngắm nàng dâu, mà theo như ông Thuần thì ông chọn được một cô con dâu cực hạng. Thế nhưng khi nàng Phi Yến xuống ngựa bước đi tập tễnh, bởi nàng đã bị bệnh bại liệt một chân từ bé, nàng không làm được việc đồng áng mà chỉ ở nhà thêu thùa việc nhẹ trong gia đình. Thấy vậy một số che miệng cười, làm cho Phi Yến đỏ mặt tía tai, cúi mặt ngưng bước. Lần này ông Thuần nghe nói tức đến toát mồ hôi mà miệng thì bị khóa lại. Còn Thuần Tục thì lại nghĩ khác. Cậu ta thấy anh Thuần Phong lấy chị Phi Nhạn cúng mắt lắc mà anh chị vẫn êm ấm. Cậu bảo: số trời đã định nên vợ nên chồng, ta không chê nàng yếu đuối, nàng đừng tủi thân. Thế là hai anh em có vợ giống như mù và cũng giống như què, nhưng họ đều cảm thấy hạnh phúc vơi đầy. Lại kể ít lâu sau, hai anh em đến tụ tập đề nghị người bố phơi bày công khai số bạc trắng và chia phần. Nhân lúc ông còn tỉnh táo, người anh thì sợ bố mẹ ở với người em bị người em vụng trộm cất giấu,
Còn người em thì lại sợ người anh cậy làm con trưởng được chia phần hơn. Hai anh em kể công, đong đếm tiền mua vợ, mua dâu. Từ đây chúng cái lộn nhau, nhất nhất yêu cầu bố mẹ chia của. Ông Thuần đang trong cơn giận lấy phải hai nàng dâu tàn thật. Giờ lại thêm vào hai anh em tranh giành tiền bạc, làm cho bộ não như bị xào nấu trong đồng. Đêm hôm ấy ông ôm túi bạc bỏ trốn. Không biết quả báo hay vận hạn, ông mò mẫm đi đêm, thế là rơi vào một cái hố sâu. May cho ông chống gậy, khi ngã ngả người thì chiếc gậy trở nên cầm ngang, hai đầu gậy quệt vào hai bên thành hố, từ từ đưa ông xuống đáy hố sâu. Nếu không có chiếc gậy thì ông đã rơi tận dưới suối vàng. Dân làng nghe tiếng kêu cứu ở trong hố sâu mới đoán già đoán non, chắc là ông Thuần Thang rơi hố sâu ấy rồi. Hai anh em biết chuyện bố mình gặp nạn, chuyển giận dữ sang đồng tâm hợp ý. Chúng cùng đi đến chỗ bố mình tai nạn, thấy cái hố sâu tối đen như mực. Thuần Phong gọi: "Bố ơi, đã chết hẳn chưa?" Nhận ra tiếng con trai cả của mình, ông Thuần gọi lại với giọng mệt mỏi: "Con của ta đấy ư? Mau cứu ta đi con." Thuần Tục nói: "Chúng con chưa cứu bố được, chúng con chỉ đến hỏi bố xem túi bạc trắng ấy bố cất ở đâu. Sau khi chúng con chia phần xong sẽ bàn chuyện cứu bố sau." Ông Thuần Thang lòng đau dạ xót, nhớ lúc bình sinh luôn quan niệm con trai nối dõi, giờ đây trở thành oan gia quả báo. Thôi, đằng nào cũng chết, không gì phải kể lể trình bày với đồ trời đánh ấy. Đợi mãi không thấy ông bố trả lời, chúng tức giận trở về, định bụng lục tung nhà cửa để tìm cho bằng được. Thế nhưng còn người mẹ đứng sờ sờ đó làm chứng thì sao? Nghĩ rồi Thuần Phong nói với mẹ: "Chúng con chưa cứu được bố, mà nghe chừng bố đói khát lắm rồi. Mẹ giúp chúng con đưa cơm xuống cho bố mẹ nhé. Khi chúng con tìm cách cứu bố, sẽ cứu luôn cả mẹ." Mẹ hiền lòng mềm biết đâu các con đánh lừa, nghe theo hai đứa con trai, lấy dây thừng cột chặt chân tay lại, rồi chúng thả bà xuống tận đáy hố sâu. Ông bà Thuần như gặp nhau nơi âm phủ vậy. Lúc này ông bà mới biết vì tiền bạc mà bị con tra tấn đến nông nỗi này. Hai người ôm nhau khóc ở trong lòng đất, trời đâu có biết. Hai anh em tiếp tục lục soát trong mọi kho quỹ mà không thấy túi bạc trắng ở đâu. Người em thì cho là người anh đã lấy trộm và cất đi nơi khác từ trước rồi. Người anh thì lại cho là từ khi em ăn ở chung cùng bố mẹ đã vun vén rồi. Giờ chẳng qua làm hình thức giả lục soát mà thôi. Thế là chúng to tiếng cãi nhau. Lại nói hai chị vợ Phi Nhạn và Phi Yến tuy dị tật nhưng giàu lòng hiếu thảo, mấy ngày nay không thấy bố mẹ chồng ở nhà. Chị em dâu hỏi anh chồng của mình, anh nào cũng bảo ông bà đi thăm người thân ở xa. Giờ đây hai anh em cãi lộn nhau để các chị nghe được. Các chị khóc nức nở đi tìm bố mẹ chồng, tìm mãi, tìm mãi, mới đến cái hố sâu, gọi mãi ông bà mới nhận ra con dâu nhà mình. Nhưng cuối cùng cũng không ai có cách gì cứu được ông bà ra khỏi hố sâu. Phi Nhạn và Phi Yến lần mò sang làng xa để tìm cô em Thuần Diệu nói rõ sự tình. Ngụy Hoa biết bố mẹ gặp nạn liền cùng người vợ thân yêu của mình đi cứu bố mẹ vợ.
Đến nơi xem xét một hồi, cuối cùng Ngụy Hoa bảo vợ chạy về nhà lấy ra 12 tấm vải nối nhau. Một đầu tấm vải được gập và khâu lại giống như một cái túi, từ từ thả xuống và cất tiếng gọi: "Mời bố cố bò vào chiếc túi ở đầu tấm vải, chúng con sẽ kéo bố lên." Thuần Thang nghe tiếng gọi đúng là Thuần Diệu, liền cố chui vào chiếc túi. Cả hai chị em dâu và hai vợ chồng cùng hợp lực kéo ông ra khỏi hố sâu, rồi tiếp tục kéo bà lên. Nhìn hai ông bà vừa đói vừa khát lại vừa bẩn, thật không còn đáng giá một xu. Hai nàng dâu, một gái một rể, cùng quỳ gối trước mặt ông bà tạ tội. Ông bà nói: "Các con đang có ơn sâu nghĩa lớn với ta, lẽ ra ta phải tạ tội các con mới đúng." Nói rồi ông Thuần Thang ngẩng mặt lên trời than: "Trời ơi, tiền bạc mà để làm gì? Trên thân đeo đầy túi bạc mà có cứu được mạng sống đâu. Đời con đời cháu nên sinh con gái, đừng sinh con trai, không nên xem nhẹ con gái. Nếu không có con gái thì ông bà tôi sẽ chết ở đáy hố này rồi. Đồ trời đánh, nối dõi gì mà nối, như chôn sống cha mẹ rồi còn gì mà dòng dõi. Trời ơi là trời." Ông Thuần vừa khóc nức nở vừa than vãn. Thuần Diệu dìu cha mẹ đứng lên và đón về nhà Ngụy Hoa. Phi Nhạn, Phi Yến thấy anh chồng mình mất đức, không có vận hậu, cũng không về nhà nữa, xin từ biệt ông bà Thuần Thang và vợ chồng Thuần Diệu. Ông Thuần Thang biết con trai mình ắt là quả báo, cũng không dám giữ hai nàng dâu ở lại. Ông lấy từ trong túi ra phát vốn cho hai nàng đi tìm hạnh phúc riêng. Khi về ở bên nhà chàng rể, ông Thuần cũng cảm thấy áy náy, nghĩ lại trong đời lòng tham vô đáy mà kết thành oan gia. Ông xin được trả lại 120 đồng bạc trắng rồi cáo từ thông gia. Con gái con rể giữ mái, nhưng ông bà nhất nhất xin trở về quê. Lại kể Thuần Phong, Thuần Tục biết vợ chồng Ngụy Hoa đã cứu được bố mẹ ra khỏi hố sâu, chúng hoảng hốt bỏ chạy, mỗi người đi một nơi ăn xin. Đi đến đâu họ cũng nghe người ta kể chuyện của mình, còn mọi người thì chẳng biết chúng đi về đâu nữa. Các bạn vừa nghe tôi đọc truyện cổ của người Giao Tuyển, chắc chắn là còn thiếu sót và trong lúc đọc còn sai sót rất nhiều. Rất mong các bạn hãy để lại nhận xét góp ý để tôi hoàn thiện bản thân, để những video sau được tốt hơn. Cuối cùng chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tạm biệt.